gì? Ủa chưa, chưa. Chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàn Toàn TV. Và bữa nay kênh Hoàn Toàn TV có dịp qua chùa Tùng Núc, đó là ghe ngò Tùng Núc 1 đã lên với nhân do thợ vẽ Danh Thành Đạt vẽ cho chú bạn ha. Đây, bây giờ ở phần sau thì sơn lót, ở phần giữa thì chắc có thể thợ đang lên, đang lên với nhân ha. Đó, bữa nay mình có dịp mình qua đây mình review một đoạn video ngắn cho cô chú bạn xem. Bữa nay cũng có sư qua tiếp luôn ha. Đây. Lên qua dân mới. Đây. Xương lót đã xong ha. Nhưng mà không có gì đều ha. Xương lót xong nhưng mà không có gì đều. Đó. Nó còn cộng cặn cái chai á, ha, đặt chai, đó, vẽ từ phần đầu chứ, đạt lại lâu chưa đạt, mới lại tới hả? Mò luôn, để nhổ anh, bị mò hay? Lên phần đầu chứ, điện cái gì, không giòn nữa điện, giòn bên kia không còn giòn bên đây, sao ta biết ta lại? Này anh mặc áo vô đàng hoàng cái anh cởi áo đụng mới thấy sư thấy toàn là mập gì? Anh cái ghe ngò này lên danh, lên qua danh gồng đỏ như là mẫu cũ á. Hả? Như mẫu cũ như năm 2017 vậy đó. À, gồng đỏ hả? Gồng đỏ. Lên gồng đỏ phải không? À. À, rồi. Vậy là qua danh cũ em. Cũ, anh cũ. Anh mò kiên dáng trong bệnh rồi. Ủa sao ngay à, đạt phát chích rồi, mang vô vô lắm, vô ừ, bụng lên ngay nè. Ừ, anh chỉ có khuyên người rồi. Nói hòa tấu ngày đó, ăn cái đồ bên luôn đó. Ừ, cái ngọt bên anh chỉ mới đúng cái ngay chứ. Trời ơi. Ừ, cái nhịp biết màu luôn. À, cái nhịp màu nữa, không đúng. Đây là phần đầu ghe của chú bạn ha. Đây là phần đầu ghe. Đây cũng lên mẫu gồng đỏ của chú bạn. Đây. À. Đây phần đầu bữa nay cũng thợ mới nhắc cái đụng á, bây giờ bữa nay thợ mới lại đầu tiên ha, dạ đầu tiên đây. Đó. Đây mắt ghe, đây đa quạt rồi, đây đa quạt rồi. Tâm tình hiện bản hoạt mô đó, phải em lộ tôi thật ca phải không? Nghe sơ sạch bằng máy á.
Thì lên màu cũ đó bạn, lên gồng đỏ như cũ anh đó, lên màu đỏ như cũ. Đây phần trong ghe thì hai con lươn làm đầu lái mới rồi ha, với thay trong đùi. Thank you.
bởi vì clip của mình quay video ngắn đây ha. Bây giờ nói chung thợ nó vẽ 3 ngày mới xong ha. Chừng nào cái chiếc ngôi này vẽ xong thì mình lại thông tin tiếp. Bây giờ ghe chưa xong. Đó. Ghe xong mình sẽ lại cập nhật cái thông tin của cái ngôi chùa Tùng Núc, ghe ngôi Tùng Núc cho cô chú mà xem. Đây cũng lên nãy hồi thợ nó lên 3 ngày sẽ hoàn thành ha. Nó 3 ngày sẽ xong cái quay văn này. Thì là quay văn này xong khoảng 100% đi, mình sẽ lại review cho cô chú bạn xem. Đây là lên gồng đỏ của chú bạn. Đây là vỏ danh thành đạt vẽ ha. Đó. Danh thành đạt vẽ. Để cô chú bạn xem nhớ đăng ký kênh. Mình xin chân thành cảm ơn cô chú anh bạn rất nhiều đã theo dõi clip của mình. Đó. Hôm nay có dịp qua review video ngắn đây ha. Đây, rất đẹp.